cả nhà, buổi sáng. Đây, sáng nay đi tình cảnh mình ra cái vườn nhà bên đây. Ấy, cây táo nó có táo rồi nha mọi người. Đây, trái có trái rồi nha. Ăn hái rất là nhiều đợt trái rồi nha mọi người. Ổi thì cũng có luôn rồi nè. Hôm nay thì cái công viên người ta dọn dẹp hết rồi, chặt bớt cây. Bên kia có cái trái cái táo rất là to luôn, bên kia. Đó, mọi người thấy không? Đó. Cái cây táo rất là nhiều trái mọi người. Xin thử nha. Trái luôn, trái rất là rất trái bây giờ đang rất là to nha mọi người. Đây, đó, mọi người thấy à, đây một cái vườn nhỏ của Vinh nha. Mỗi lần làm việc về là mình sẽ ngồi trong cái vườn này, có một cái trái táo, cái ổi, nè, cái ổi nó, cái ổi nó cũng đang sắp ra này mọi người. Đây, cái ổi rất là nhiều, cái vườn cây. Cái xoài thì nó chưa có trái nào hết, xoài vẫn chưa có trái nha mọi người. Đây, giờ vẫn chưa có trái gì hết. Đây cái vườn nhỏ là vườn cây nhỏ, cây cốc thì bây giờ nó rụng lá hết rồi, không biết làm sao mà nó rụng lá rụng trái hết. Ai có biết trồng cốc thế nào mọi người chỉ giúp Vinh nha. Ok, cây lá cấp thì nó là xoài nữa. Ok. Sáng sớm thì mình sẽ ra ngoài vườn xíu mọi người để tham quan vườn, ngồi chơi nghỉ mát, bắt đầu đi làm mọi người. Bye bye mọi người đón xem nha mọi người. Ngày mai là sẽ có cái tập 1 của trường ngoại cảnh Ngọc Kỳ Lân mọi người, rất là hay. Mọi người ủng hộ nha, đăng ký kênh, subscribe cho kênh Quỳnh Long Entertainment nha mọi người. Bye bye mọi người.